Rồi chào quý vị ha. Thì hôm nay là ngày 24 không quý vị. Thì quay lại những cái mai mà nút nụ nó đổ bông cho quý vị xem tham khảo cùng với mình ha. Đây không quý vị. Cây này thì bữa hổm mình cũng có làm một cái video clip ở vườn mai của mình không quý vị. Có cây này đẹp nhất là lúc đó hình như là cũng mới vừa xuống lá mà cái vỏ trống nó cũng tưởng là thời gian nó không kịp Tết không quý vị. Có cái này có thể là nó trổ chắc cũng sớm không quý vị. Thì nút nụ bên này nó nổ trổ không quý vị, có những một số bông gió nổ trên trổ ha. Cây này bông rất là nhiều quý vị. Cây này không biết mình có thấy kịp Tết nhưng mà thấy bữa nay nó bung hết ráo rồi, có thể nó sớm nay 24 còn 6 bữa nữa thì quay cho quý vị xem ha, xem giải trí ở nhà ha quý vị, những ngày cần Tết ha quý vị. Cây này bông nói chung là rất là nhiều quý vị. Thì trong đám vườn của mình chỉ có cây này là đẹp nhất theo quý vị, một cốt. Bông rất là nhiều, quận mê ly luôn. Nó bông mà ra chùm chùm không không quý vị. Nói chung cái này mình không có xử lý bông gì không quý vị. Cây này thì mình làm thiên nhiên, nói chung là nó thiên nhiên mình để tự nhiên canh ngày tuốt lá thôi quý vị. Ở dưới quê mà, ở dưới quê thì cứ canh cái nút nụ nó như thế nào là canh cái thời điểm đó. Thí dụ ở đây thường thường là tuốt là 12 tới 15 16 không quý vị, chứ không có mà xử lý đúng ngày ha, không có xử lý phân thuốc gì hết đó. Này có những ngón cây này, cây này nay đậu sớm ráo rồi. Dưới gốc nó cỏ mình cũng không vệ sinh nữa, chủ yếu là Tết có bông có mùa xuân nè quý vị. Có cây này xấu mà bông đẹp quá. Này hình như đa số nó cũng số cây trổ ráo quý vị. Toàn bộ là những cây ở đây là mình trồng, mình không có xử lý phân thuốc, mình không có, nói chung mình cũng không chăm sóc không quý vị. Cây mình trồng mình bỏ thiên nhiên, coi như nói chung là mình, tại vì mình không có thời gian chăm sóc, chủ yếu Tết có bông chơi thôi quý vị. Đây, quá nhiều luôn. Cây này ngay ngay mùng 1 Tết mà nó trổ chỗ này, nó trổ đều hết, kiểu này là cây rất đẹp. Bữa nay là ngày 27 Tết ha quý vị. Thì bữa hôm cái video mình quay bữa 24 Tết thì những nút nụ thì nó còn búp búp vậy nè. Mà bữa nay nó trổ vàng hết luôn rồi, nó trổ quá sớm quý vị ơi. Mình cũng tưởng là nghĩ là trổ ngày mùng 1 Tết, năm nay nói chung là trổ sớm, canh ngày nó chưa chính xác tại thời tiết tùy theo. Thì bữa hả mình cũng có quay cái bữa mà cái vỏ trấu á, cái thời điểm đó trổ rộ hết luôn rồi, thơm quá vậy, chung bát ngát có ong nồi bu ha. Năm nay là coi như ngày mai trổ sớm à, nó còn những chùm chưa trổ.
Này đậu quá sớm. Năm tới chắc thuốc lá trễ trễ hơn nữa, mà đừng coi cái thời tiết coi làm sao, chứ mình không có xử lý, mình chỉ canh ngày với thời tiết, chứ mình coi cái nút nụ của nó rồi mình canh ngày mình tuốt, chứ không có xử lý phần thuốc gì quý vị. Này trậu quá sớm, tại cây này năm nay mình mới vừa trồng chơi năm nay. Cái này thì mình cũng có chia sẻ là mình mua mới vừa năm nay, mình mua hồi tháng 2, tháng 3 vậy, này trồng được mấy tháng rồi. Rồi lần đầu tiên tiếp xúc với nó mình không biết canh thuốc lá như thế nào, bởi đâm ra nó trậu sớm. Này đặc biệt có nó có mùi thơm không quý vị? Có cây bên đây thì nó còn búp búp, cây này có, nhưng mà cây mấy cây này thì không đẹp, chỉ có trong đâu, trong vườn mình chỉ có cây đó đẹp nhất à. Đổ bông nói chung cũng được à, chứ không có đặt. Không có gì hết. Năm cánh. Rồi tới đây mình cũng xin cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video ha.